Vào trung tuần tháng 2 vừa qua, tổ chức Oxfam Vương quốc Anh phối hợp cùng Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng CSEM đã có chuyến tham vấn cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi tham vấn cộng đồng tại ba tỉnh Nam Định, Quảng Trị và Bà Rịa Vũng Tàu để góp ý cho việc chỉnh sửa luật ngân sách nhà nước. Hoạt động tham vấn đã diễn ra trong vòng 4 ngày tại ba cấp quản lý hành chính nhà nước gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong 4 ngày thực hiện tham vấn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhóm công tác đã làm việc tại địa bàn hai huyện là huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ. Tại huyện Xuyên Mộc, đoàn công tác làm việc tại xã Xuyên Mộc và thị trấn Phúc Bửu. Tiến trình tham vấn sau đây đã được ghi lại đầy đủ và trọn vẹn tại huyện Xuyên Mộc. Bước đầu tiên của quá trình tham vấn, đoàn công tác đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc và có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo huyện. Tại phần đầu tiên của buổi làm việc, đoàn công tác đã được lắng nghe những thông tin khái quát về huyện cũng như tình hình thu chi ngân sách tại địa bàn trong một vài năm gần đây. Sau khi đã có thông tin sơ bộ ban đầu, đoàn công tác tiếp tục được chia thành 3 nhóm nhỏ để gặp gỡ và tiếp xúc riêng với đại diện lãnh đạo của Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện Xuyên Mộc. Tại các buổi tiếp xúc nhỏ, đoàn công tác đã tìm hiểu sâu hơn về tình hình thu chi, quản lý ngân sách, các công trình công cộng được xây dựng từ nguồn ngân sách của từng lĩnh vực. Tiếp sau đó, đoàn công tác tiếp tục gặp gỡ đại diện của Mặt trận Tổ quốc, Kho bạc Nhà nước, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động và Hội Phụ nữ của huyện Xuyên Mộc để có thêm thông tin về việc thu chi, quản lý ngân sách tại nhiều mặt của huyện. Sau khi đã có những thông tin ban đầu với chính quyền cấp huyện, đoàn công tác tiếp tục đi sâu hơn tại mô hình cấp xã và thị trấn. Tại huyện Xuyên Mộc, đoàn công tác đã chọn thực hiện tham vấn tại thị trấn Phước Bửu và xã Xuyên Mộc. Tại thị trấn Phước Bửu, đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Hội đồng Nhân dân thị trấn để tìm hiểu tình hình quản lý ngân sách ở đây. Tại buổi làm việc, nhóm công tác tập trung nhiều đến vấn đề hiện nay, hội đồng đang gặp phải những khó khăn gì trong việc thu chi ngân sách và các chế tài đang có gì không phù hợp. Còn tại Ủy ban Nhân dân xã Xuyên Mộc, đoàn đã có buổi gặp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng đại diện các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Phòng Tài chính, Phòng Nông nghiệp và Thương binh Xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tiến trình tham vấn cấp xã vẫn được tiến hành giống như tại buổi làm việc với Hội đồng Nhân dân thị trấn Phước Bửu trước đó, với đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình thu chi và quản lý ngân sách tại địa phương. Sau khi đã tiến hành tham vấn chính quyền cấp huyện, cấp xã và cấp thị trấn, đoàn công tác tiếp tục tiến hành tham vấn với đại diện người dân tại xã Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu. Buổi tham vấn tại xã Xuyên Mộc có hơn 20 đại diện người dân tham dự đến từ nhiều khu phố khác nhau trong xã. Buổi tham vấn được chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên là cung cấp kiến thức và giải thích với người dân về luật ngân sách nhà nước. Phần tiếp theo đó là việc trao đổi giữa đoàn công tác và đại diện người dân về thực thu ngân sách, những khoản ngân sách mà người dân phải đóng góp, cũng như việc tự quản lý ngân sách của người dân có được diễn ra công khai, minh bạch và hiệu quả hay không. Không khí ban đầu của buổi tham vấn khá trầm lắng, đại diện người dân còn nhiều bỡ ngỡ và dè dặt trong phát biểu. Tuy nhiên, thông qua các câu chuyện, ví dụ minh họa từ hư cấu đến thực tiễn về ngân sách và sử dụng ngân sách, người dân đã thêm hiểu hơn về vấn đề và trở nên chủ động trong việc chia sẻ quan điểm và ý kiến cá nhân. Đoàn công tác đã cung cấp rất nhiều kiến thức liên quan đến luật ngân sách nhà nước, từ thế nào là ngân sách nhà nước, các nguồn thu và việc chi ngân sách nhà nước. Thông qua các kiến thức được cung cấp, người dân đã hiểu hơn về ngân sách nhà nước, biết được các công trình nào tại địa phương được xây dựng từ ngân sách nhà nước, sự hợp lý trong quản lý thu chi ngân sách và vai trò của mình trong việc tham gia quản lý ngân sách nhà nước. Cũng từ những hiểu biết này mà người dân đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện thực tiễn về việc quản lý ngân sách tại địa phương và hiệu quả của những công trình được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây cũng chính là những chất liệu thực tế vô cùng quan trọng để đoàn công tác tổng hợp và làm đề xuất thay đổi cho luật. Sau buổi tham vấn cộng đồng, đoàn tham vấn đã tổ chức buổi báo cáo và tổng kết với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Xuyên Mộc. Tại buổi báo cáo, đích thân đại diện người dân đã tổng kết lại buổi tham vấn trước đó, đưa ra các vấn đề đang còn tồn tại trong việc thu chi và quản lý ngân sách, hiệu quả của việc sử dụng ngân sách và vai trò của họ trong việc tham gia quản lý ngân sách. Nhiều vướng mắc về ngân sách địa phương đã được mang ra trao đổi trực tiếp và thẳng thắn giữa đại diện chính quyền và người dân. Cũng trong buổi làm việc, đoàn tham vấn đã tổng kết những thông tin thu nhận được qua quá trình gặp gỡ và trao đổi, đồng thời tổng hợp kiến nghị và đề xuất của người dân và chính quyền xã để gửi lên những cấp thẩm quyền cao hơn. Sau khi đã thực hiện tham vấn tại ba cấp cơ sở là cấp huyện, cấp xã và người dân, đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với đại diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham gia các cuộc họp cũng có đại diện của Ủy ban Ngân sách Quốc hội. Nội dung của các buổi gặp gỡ xung quanh câu chuyện về tình hình thu chi ngân sách của tỉnh, các công trình được xây dựng bằng ngân sách, tình hình công khai tài chính và sự tham gia của người dân trong việc quản lý ngân sách. Đồng thời, đoàn công tác cũng lắng nghe nhiều kiến nghị của tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư về việc sửa đổi luật ngân sách nhà nước.
Kết thúc đợt tham vấn, đoàn công tác đã có buổi họp tổng kết với đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc. Tại buổi tổng kết, đoàn công tác đã báo cáo tình hình và nội dung làm việc trong đoàn, đợt tham vấn từ cấp huyện cho tới cấp xã, thị trấn và người dân. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã tổng kết những kiến nghị và đề xuất của chính quyền cấp huyện, xã, thị trấn và người dân cho việc sửa đổi luật ngân sách nhà nước.